Hiện tượng Sư Thích Minh Tuệ hơn một tháng qua đã gây chấn động xã hội. Nhà văn Phạm Lưu Vũ đã tóm lược về 6 chấn động tâm linh. Tôi muốn nói thêm về mấy chấn động tâm lý xã hội. 1. Hiện tượng đang có rất nhiều người quá lo lắng cho sự an nguy của tu sĩ Thích Minh Tuệ. Cháu tôi từ Hà Nội cứ nhắn tin hỏi thầy ở đâu, có còn không? Nó lo mất ăn mất ngủ. Nhiều người trò chuyện trực tiếp hoặc gián tiếp cũng với tâm trạng thấp thỏm lo âu. Có người bảo công an bắt hết những người tu theo thầy Minh Tuệ rồi, họ giật hết, sợ ảnh hưởng lớn quá. Tôi thì tin và mong rằng là chính quyền hiểu được giá trị vô giá và ảnh hưởng lớn lao của tu sĩ Thích Minh Tuệ, không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn đối với quốc tế, mà âm thầm bảo vệ ngài một cách thật là nghiêm cẩn, nhưng tự nhiên không ảnh hưởng đến việc tiếp tục tu tập theo lý tưởng của ngài. Hãy để cho ngài tu theo hạnh nguyện, không được can thiệp vào. Hãy làm sao để cho toàn dân và quốc tế yên lòng, không thể để cho thế lực xấu đưa tin những thông tin thất thiệt hay làm hại ngài. 2. Tâm lý sùng bái học theo Thích Minh Tuệ một cách vô minh. Mấy chục nhà sư trẻ mặc y phấn tảo giống thầy Thích Minh Tuệ ôm ruột ngồi cơm điện, quyết tu theo thầy. Một người đã chết, nếu cứ tu theo y như thầy Minh Tuệ thì nhiều người rồi sẽ bệnh và ra đi. Nên nhớ rằng hàng ngàn năm, hàng mấy tỷ người mới có được một người như ông Thích Minh Tuệ. Tôi nghĩ thầy có thể có vài đồ đệ, nhưng phải tập học và tu từ từ, chứ đừng theo như thầy ngay lập tức thì làm sao mà được. Có những anh chị đang có nghề nghiệp bỗng dưng lại muốn bỏ hết để đi theo thầy Thích Minh Tuệ. Mong rằng sự bồng bột sẽ qua đi. Học thầy Thích Minh Tuệ làm tốt công việc của mình một cách thật thà và kiên nhẫn, lương thiện và cảm thấy hạnh phúc. 3. Đem các giá trị Minh Tuệ áp đặt vào đánh giá mọi người một cách khiên cưỡng. Sáng qua, có ông hàng xóm bảo, tôi thấy bác viết nhiều bài, tỏ ra cũng am hiểu Phật Pháp và ca ngợi về ông Thích Minh Tuệ ghê lắm. Nhưng bác chả học gì về từ sư Thích Minh Tuệ gì cả. Sư Minh Tuệ bảo, người ta đánh, chửi con cũng không cãi, không giận, mà mong cho họ hạnh phúc. Vậy mà bác hay phê phán, chưa buông bỏ được. Tâm của bác vẫn luôn bị các hiện tượng ngoại cảnh tác động, sao mà an định được. Trời ơi, sao ông đem so tôi với ngài Minh Tuệ vậy? Thế tôi ca ngợi ông Nguyễn Du thì thơ của tôi phải hay hơn ông Nguyễn Du à? Ngài Minh Tuệ nói rõ mục đích, lý tưởng là tu để là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, tu thành Phật. Vì lý tưởng đó, Thích Minh Tuệ đã buông bỏ tột cùng, đã trì giới tột cùng 6 đến 7 năm rồi và tiếp tục cho đến chết. Cả nhân loại hiện nay hình như là chỉ có một ngài Thích Minh Tuệ được như vậy thôi. Ngài là người phi thường, chính vì vậy dân ta và nhiều người trên thế giới mới kinh ngạc và ngưỡng mộ ngài. Tôi là người phàm thế gian, là công dân mang danh là trí thức, thì phải thực hiện nghĩa vụ công dân, chức năng người trí thức. Học thầy Minh Tuệ là mình vẫn ăn ngon mặc đẹp, ở sang, ngày tắm một lần, chính danh thoải mái nhưng biết tiết chế và đơn giản, tối thiểu những nhu cầu vật chất và biết nhẫn nại khiêm nhường trong cuộc sống. Mình biết buông xả những tâm lý tiêu cực để cho tâm được an lạc và hạnh phúc, sống và làm việc tốt hơn thế thôi. Cũng không thể đem tu hạnh đầu đà của tu sĩ Thích Minh Tuệ ra để đánh giá các nhà sư khác, những tăng ni xuất gia tu học thành sư chuyên nghiệp để hoằng pháp. Những người này có thể tự tu học và tự tu theo sư phụ rồi trưởng thành. Ngày nay có trường lớp đào tạo từ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Phật học. Theo số liệu của Giáo hội Phật giáo thì có khoảng 44.498 tăng ni, hơn 14.775 chùa, viện và tịnh xá, tịnh thất. Đây giống như là các nhà giáo với hệ thống là nhà trường. Trong 44.498 tăng ni này có nhiều cấp bậc trình độ, nhưng không có ai tu hạnh đầu đà như thầy Thích Minh Tuệ cả. Những người tu xuất gia này để thực hiện được Phật sự của mình không chỉ thuộc kinh pháp và giỏi lý luận, mà còn phải tu theo giới luật của đạo Phật. Vì chỉ hoằng pháp và giáo hóa chúng sinh không chỉ là bằng lý luận, mà phải bằng hành động thực tế, bằng thân pháp. Những người tu chân chính được gọi là đại đức thượng tọa, hòa thượng, cũng chỉ là những thầy chùa. Ta lễ phép và kính trọng họ như thầy, chứ họ không phải là Phật, là thánh, là thần. Những người phạm giới luật, xuyên tạc Phật pháp, lợi dụng mê tín để thao túng tâm lý Phật tử, lừa bịp thu lợi bất chính, bị dư luận lên án mạnh mẽ thì cần phải tất xuất và trục xuất họ ra khỏi giới tăng ni, và phạm tội lợi dụng tôn giáo tuyên truyền và chống phá Phật giáo và thu lợi bất chính thì phải truy tố trước pháp luật. Tấm gương của đức hạnh
của tu sĩ Minh Tuệ là dịp rọi soi sáng vào giới tu hành để chấn chỉnh lại, nếu không thì để niềm tin của nhân dân vào trong giáo hội Phật giáo và pháp luật nhà nước càng suy giảm nghiêm trọng thêm. 4. Với gần 45 triệu Phật tử đã quy y Tam Bảo, số liệu của giáo hội Phật giáo Việt Nam hãy thức tỉnh dưới tác động của Thích Minh Tuệ. Tôi nghĩ rằng tu tại gia theo lời của Phật dạy là hay nhất, tiết kiệm thời giờ, thỉnh thoảng đến chùa vãng sanh, pháp thoại, công đức ít nhiều thì tùy vào hoàn cảnh. Nếu tin đó là chùa thanh tịnh và sự thật, Đức Phật dạy Phật ở tại tâm, tự mình thắp đuốc và đi. Tu là tự mình chỉnh sửa tâm lý của mình theo lời của Phật dạy để sống thiện lành và an vui. Mình tu đúng, tại gia sẽ cải thiện tâm lý cả gia đình được an vui. Chỉ cần trước bữa ăn mình chắp tay cảm ơn trời đất, cảm ơn những người đã làm thực phẩm cho ta ăn, cảm ơn những người đã nấu ăn cho ta ăn. Thế là cả nhà đang tu rồi đó. Tu trong từng hành động thường ngày, từng lời nói ái ngữ chân thật, bớt tham sân si và sống ngay thẳng thật thà, thương người, nhất là người yếu thế, cơ nhỡ. Vậy là tu rồi. Sống thiện lành, chết sẽ về cõi lành. Những Phật tử ham đi chùa cho có hội, đông vui hộ niệm cho nhau cũng được. Trẻ vui nhà, già vui chùa mà. Nhưng người trẻ lo học hành làm việc, đừng có mất nhiều thời giờ vào phong trào tu ồn ào. Tu phải tĩnh tâm chứ. Cái nguy hiểm nhất là nhiều Phật tử gặp phải các ma tăng như là Thích Chân Quang, rồi bị dẫn dắt bởi tâm lý bầy đàn u mê và bị thao túng tâm lý kéo dài mãi không thoát ra được. Thật đáng lo và đáng buồn và phẫn nộ sau những chuyện sai quấy động trời của chùa Ba Vàng mà hàng ngàn học sinh vẫn đến tu học khóa hè. Chẳng lẽ là dân mình u mê mãi sao? Mong sao các Phật tử đang bị khống chế bởi những ma tăng tỉnh ngộ và thoát khỏi u mê, sợ hãi, quay về với chính mình, tự tin và tự chủ, tự tu, đoạn tuyệt và dứt khoát với những chùa ma và tăng quỷ, sẽ thấy tâm mình sẽ nhẹ nhõm và thanh thoát an vui. 5. Hãy tự chữa lành. Số liệu của Viện Tâm Thần Học Việt Nam cho biết khoảng 30% dân số Việt Nam bị rối loạn về tâm thần, trong đó có trầm cảm chiếm 15-25%. Điều đáng lo ngại là tỷ lệ này đang có dấu hiệu gia tăng ở khu vực nông thôn. Rối loạn tâm lý chủ yếu là do sợ hãi, lo âu, thất vọng, mất niềm tin, mặc cảm, căm thù và oán hận, vọng tưởng, bị sốc tâm lý, v.v. Với tâm trạng như vậy, lại đi tìm các ma tăng để trục vong giải nghiệp, dân sao giải hạn, cúng dường để mua phước cho kiếp này kiếp sau v.v. Thì sao mà không bắn loạn về tâm thần được? Nhiều quan chức cũng bị sang chống về tâm lý, rối loạn về tâm thần đó. Tất nhiên, người có bệnh thì phải đi đến bác sĩ, tìm những vị chân tu hỗ trợ cách để chữa lành. Nhưng chủ yếu là phải tự mình học và tự học cách giải thoát khỏi những dính mắc và tiêu cực để tâm lý được thanh thản và an nhiên. Bài học của Thầy Thích Minh Tuệ là khổ thế, và sao lúc nào Thầy cũng thấy vui vẻ, con rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì sống theo lý tưởng, buông bỏ hết, không có gì cả. Ta không cần phải buông bỏ hết mà chỉ cần các quan chức thầy giáo, thầy thuốc hay là ai làm bất cứ nghề nghiệp gì, việc gì cũng tận tâm phục vụ theo chức nghiệp của mình, không dính mắc vào những chuyện độc ác, dối trá, tham nhũng, tiêu cực, thì sẽ thấy mình tự an nhiên và hạnh phúc. Mỗi người tự xem mình và tự đính chính mình, và nếu có dính mắc gì vào những cái gì thì khiến cho tâm mình bắn loạn thì hãy tự giải thoát mình và buông bỏ nó đi. Đảng và nhà nước được phản biện, bị dân chửi mà không giận và lại cảm ơn, mong cho họ hạnh phúc. Thấy mình không xứng với chức vụ thì tự nguyện từ chức đi, làm việc gì nó phù hợp sẽ thấy hạnh phúc hơn. Bị người yêu bỏ mình không ghen tức thì chúc cho anh, cho cô ấy được hạnh phúc. Bị DL quy chụp thóa mạ không tức giận, mong cho bạn ấy hết vô minh và hạnh phúc, vân vân. DL là gì thì vì sao cũng không hiểu. Học thầy Minh Tuệ để chữa lành là học như vậy đấy. Tóm lại, tất cả những gì tu sĩ Thích Minh Tuệ đã vô tình tạo ra chấn động Phật giáo và rung động xã hội là vô cùng là quý giá. Nó thức tỉnh tâm thức của mỗi người suy nghĩ về chính mình để tu chỉnh lại niềm tin và tâm linh, đạo đức, lối sống, vân vân. Những tác động ta nhìn thấy hiện ra trong xã hội là vô cùng sinh động và tốt đẹp, và vẫn tiếp tục lan tỏa. Vì vậy, tất cả hãy trân trọng những giá trị của Thích Minh Tuệ đã lan tỏa và tỏa sáng, và bảo vệ Ngài như là một tài sản vô giá của quốc gia. Học Ngài từ sự tự tu sửa mình và tự chữa lành cho mình. Đó, thưa quý vị, bài viết của một giáo sư,
giáo sư viết về tất cả tất tần tật về sự Thích Minh Tuệ và những gì mà gây chấn động về dư luận xã hội, thực sự rất là hay. Đây thì là giáo sư Mạc Văn Trang, nhưng mà chỉnh sửa lại là do nhà văn Phạm Lưu Vũ. Rất là tuyệt vời, đây là một cái câu chuyện thực sự là nó vừa có thật trong thực tế trong đời sống, mà nó cũng là thực tế trong cái sự hiện tượng xuất hiện của sự Thích Minh Tuệ hiện nay.